mình nhớ nhau, nỗi đó mẹ tổng tiến vào
mẹ từ bớt ra mẹ, mẹ là bẩn tấy cổ thụ cha mãi đôi đời con, mẹ là bầu trời là mặt đất một dần năm, tuy mẹ không sống được trăm năm nhưng mấy năm cũng đủ để là con lớn đất lớn thành. Từng tuổi này trận mưa dầm máu dài bao nhọc nhằn vất vả cũng vì con, thế mà hôm nay thành phố mấy đâu còn chúng con đau khổ cái cảnh nhà trong dân. Để từ nay nhắm bóng màu thân chúng con đâu còn thấy hờ hòn anh đông rồi. Số già mẹ đã sang chơi nhưng trần là con mẹ chiếu đời bơm lên ngày từ đầu ra thương các con phải biết thương yêu nhau khi ta trong tình lặng lặng còn đi thì trần là thật xưa mong cho con có một cái trời hạnh phúc bao tay chúng ta vui bao ngày qua con nhận
Gia đình có đôi lời ý kiến như sau. Mẹ chúng tôi là bà Nguyễn Thị Biểu, hưởng thọ 96 tuổi, mang cơn bệnh tuổi già. Gia đình con cháu hết lòng chạy chữa, đem các bệnh viện tuyến trên, các bác sĩ hết lòng chăm sóc và điều trị. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, mẹ tôi không vượt qua khỏi, đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày mùng 6 tháng 11 âm lịch năm Nhâm Dần. Khi các anh chị em hay tin mẹ chúng tôi mất, tạm gác việc gia đình đến phụ sự trong mấy ngày qua và đốt cho mẹ tôi nén hương khi an nghỉ cuối cùng được thành công tốt đẹp. Kính thưa quý ban nhạc, quý thầy tụng, để phục vụ lễ tang cho mẹ chúng tôi trong mấy ngày qua thêm phần được ấm cúng và long trọng. Trong mấy ngày qua, gia đình chúng tôi
có tan gia bối rối, có điều chi sơ sót, nhờ cô bác anh chị em thông cảm bỏ qua cho. Gia đình chúng tôi thành thật hết lòng biết ơn cô bác anh chị em. Kính thưa cô bác anh chị em có mặt trong buổi lễ tang hôm nay, chỉ còn mấy phút nữa thôi, mẹ tôi không còn trên mặt đất này nữa, mà xa vắng gia đình con cháu, chị em cô bác xóm riêng, chị em cô bác thân bằng quyến thuộc gần xa không còn gặp lại nữa. Mẹ chúng tôi vĩnh biệt ra đi, nhưng tâm hồn tâm linh mẹ chúng tôi xin gửi lại cô bác anh chị em còn sống trên mặt đất này được dồi dào sức khỏe. Mẹ chúng tôi là bà Nguyễn Thị Biểu không còn nữa. Chút nữa đây đi ăn táng mẹ chúng tôi xong, tôi xin thay mặt cho gia đình mời tất cả cô bác anh chị em trở lại gia đình để cùng uống đi rượu chia buồn với chúng tôi. Thôi đến đây xin hết. Vâng. Chúng tôi được tăng quý và quý bà con đến giữa tay của bà hôm nay được sự chấp thuận gia đình cho phép cơ sở 18 đại học trước tròn đến đây trước sẽ đến với hương chia buồn cùng tăng gia hiếu quyến. Tiếp theo đội hành lễ gồm gói phần như sau: phần thứ nhất lễ nguyện hương, phần thứ hai lễ bái quan, phần thứ ba có đánh bò trống bộ thay cho bài phát hành, phần thứ tư động quan và di quan đưa linh cữu về đây nghỉ cuối cùng. Trong lúc đội hương chia làm lễ có điều chi sót, kính mong gia đình ta quý và quý bà con thương tình bỏ lỡ qua cho. Chương trình lễ xin được phép bắt đầu. Hôm nay chúng con thất bại hơn người điên sản của bà, lúc cầu nguyện đức Phật từ bi tới độ, nổ oan thiên cứu khổ nghiệp căn, nguyện vong hồn sống được siêu thân, cầu của ta quyến bình an lợi lạc, nhất thành thân đạt dạng tạo ban tiêu. Nguyện vinh của bà đắc độ cao siêu, về miền âm cảnh ngàn nơi chính suối. Mời đi có tốc.
thổ, hoàng thiên hậu thổ, Phật tổ Phật thầy, các đất thiên liên, đất đai chi địa, hổ cảnh thần hoàng, hổ ban tâm ban, về đây chứng kiến đánh ba hội trống kích của tâm phong, trên thiên thổ, giữa trung thổ, dưới hậu thổ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
của đội Phó Hoàng 200.000 đồng. Xin cảm ơn gia đình rất là nhiều ạ. Dạ xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Anh đã tặng thêm cho đội Phó Hoàng 100.000 đồng. Xin cảm ơn ạ.
Dạ, dạ, đúng rồi.